Dạ vâng, em chào tất cả bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn. Ngày hôm nay, tức là ngày 31 tháng 12, ngày cuối của năm 2022, bên em tiến hành dọn kho thì trong kho còn sót lại một ít, đó là những con chép rời để cho tất cả bác nâng cấp cho những đôi loa của mình bị cháy chép này, chép xuống cấp do lâu ngày. Đó thì tiếng nó tối quá thì các bác có thể lựa chọn để mình về mình nâng cấp cho loa của mình nhá. Và xin lưu ý với tất cả bác, những dòng chép này là những dòng chép của Trung Quốc nha các bác, của Trung Quốc. Chép gang rất là hay nhá. Chép này là chép tốt đấy. Bữa trước thì bên em có về tầm khoảng 200 cặp em phân phối cho tất cả bác. Thì hôm bữa em tưởng hết rồi, nhưng ngày hôm nay em dọn kho thì còn sót lại nhiều đây. Đó thì em sẽ làm một video để em xả hết luôn. Đó. Nên bác nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện cho em nhé. Tại vì không có nhiều đâu, chỉ có được từng này thôi. Rồi và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác những con chép rời này nhá. Em sẽ phân chia ra một số mẫu này. Mẫu thứ nhất nha các bác. Mẫu thứ hai. Mẫu thứ ba và mẫu thứ tư nhá. Đó, em đánh số thứ tự như vậy. Mẫu thứ tư thì em còn một cặp, hai cặp, ba cặp. Mẫu thứ ba thì còn hai cặp này. Còn mẫu thứ hai thì cũng đang còn khá nhiều. Mẫu thứ nhất cũng còn khá nhiều nhá. Là bác nào nhanh tay thì cứ liên hệ cho em nhá. Và em sẽ báo giá luôn, những cái dòng chép này là đồng giá chỉ có 350.000 đồng một cặp nhá. Em bao ship toàn quốc nha các bác. Mẫu thứ nhất này, đây là mẫu thứ nhất. Đó. Quay rõ chi tiết để cho tất cả bác cùng xem nhá. Em bán theo cặp không có bán lẻ nha các bác. Đây là mẫu thứ nhất. Những dòng này thì em đã có video test rồi, xíu nữa em sẽ để video test ở dưới phần mô tả nhá. Đây, đây là chi tiết cặp thứ nhất này. Đó. 350.000 đồng một cặp nha các bác. 2, 4, 6, 8, 10. Còn 6 cặp nha. Rồi đi qua mẫu thứ hai. Đây. Thiết kế bằng gang rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp. Giá chỉ có 350 một cặp thôi nhá. À em có tặng kèm hai con tụ nhá. Hai con tụ 1.5 để các bác về mình gắn vào mình cản nhá. Đó. Mẫu thứ hai thì em còn một cặp, hai cặp, ba cặp, bốn cặp, năm cặp nhá. Đó, các bác xem kỹ nhá, cầm rất là nặng. Những con chép của Trung Quốc nha các bác. Rồi, đây. Mẫu thứ ba này. Đây là mẫu thứ ba. Rất là đẹp nha các bác. Đó, mình về mình gắn cho những cái thùng loa của mình nhá. Đó, còn hai cặp này. Rồi, mẫu cuối cùng. Đây. Mẫu này thì thiết kế bằng gang này, cầm rất là nặng nhá. Đó. Rồi, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu những đôi chép rời này thì liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo là 0969 569 157 nhá. Rồi, bước qua năm mới thì bên Hoàng Audio Sài Gòn kính chúc tất cả anh em và các bác một năm mới sức khỏe, bình an, an khang, thịnh vượng nhé. Những bác nào chưa đăng ký kênh, nhấn đăng ký, nhấn like để ủng hộ bên em nhé. Rồi em chào tất cả bác, hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.